Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản dành cho lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 xuất bản năm đầu tiên theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Cụ thể đối với sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4 6 7 8 10 11. Giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước. Cụ thể, giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Đối với giá sách giáo khoa các lớp 5 9 12, nhà xuất bản Giáo dục đã xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Đây là nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống nhà xuất bản giáo dục để có giá sách giáo khoa ở mức thấp nhất vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và giáo viên đảm bảo an sinh xã hội. Bảng giá mới sách giáo khoa đã được niêm yết đầy đủ công khai tại các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc, trên trang thông tin điện tử tổng hợp của nhà xuất bản giáo dục và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.